Đây là khu vực bệnh viện 115 nè cả nhà. Còn đây là ba người phụ nữ bán vé số, nhưng thực chất chỉ là đi lừa đảo. Lúc nãy thì trong cổng bệnh viện mình bước ra, cái người phụ nữ đội nón màu xanh đứng kế hai người phụ nữ còn lại á, có đến mời mình mua vé số. Nhưng chủ yếu là móc chiếc điện thoại iPhone 14 ra và nói với mình là không biết cách sử dụng, nhờ mình chỉ cách sử dụng. Còn nói là điện thoại do nhặt được. Rồi mình nói là không, mình cũng không biết. Sau đó thì cứ đi theo mình và nói là thôi chị không biết sử dụng nên em mua thì chị bán rẻ lại cho. Đây là chiêu thức lừa đảo không mới mẻ gì, nhưng nếu ham rẻ thì rất dễ bị lừa nha cả nhà. Vì đó là những chiếc điện thoại iPhone Trung Quốc được làm nhái rất tinh vi. Nếu những người bình thường không rành về điện thoại thì rất khó nhận ra. Cả nhà hãy chú ý cái người đội nón bảo hiểm màu xanh ha. Đó, vừa móc cái điện thoại iPhone ra đó, là cái điện thoại khi nãy mà mời mình mua đó cả nhà. Ba người đó đang chụm lại để mà bàn tán về cái việc mà bán điện thoại á. Tiếc là lúc nãy điện thoại của mình không có sẵn sàng camera để ghi hình lại cái cuộc trao đổi giữa mình với cái người phụ nữ đó. Còn bây giờ thì mình đang đứng canh coi họ có mời chào ai nữa hay là không. Nếu như mà họ có mời chào ai nữa thì mình sẽ lập tức lại đó và mình bắt quả tang luôn nha cả nhà. Nếu mà bắt được quả tang á thì mình sẽ lấy chiếc điện thoại đó và vạch trần ra là điện thoại Trung Quốc và nhờ bà con xung quanh đó hỗ trợ mình, rồi kêu công an đến giải quyết luôn. Chứ để những vụ lừa đảo như thế này cứ tồn tại thì những người ở tỉnh lên Sài Gòn trị bệnh á và người thân của họ rất là dễ bị lừa đảo, tại vì họ ít có gia chạm và cũng chưa có biết những cái vụ lừa đảo này nhiều. Cả nhà thấy cô bán vé số mặc áo màu đỏ không? Đó, người ta đi bán vé số là đi mời từng người như vậy đó, chứ đâu phải như ba người phụ nữ này. Rồi thì cả nhà xem video nhớ chia sẻ lên Facebook, Zalo để cho mọi người cùng cảnh giác nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.